Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tự học.cc Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series lập trình C cộng cộng bài 24 phần 1 tìm hiểu về mảng ký tự Phần đầu tiên chúng ta tìm hiểu về khái niệm chuỗi và mảng ký tự Thì mảng ký tự là một cái mảng mà các phần tử là các ký tự đơn lẻ Ví dụ các bạn thấy ở đây chúng ta có là ký tự A này, B, T Hoặc là các ký tự số 1, 2 Rồi ký tự đặc biệt đô la, thăng, và dấu chấm, dấu chấm phẩy vân vân thì tất cả những ký tự đơn lẻ đó thì người ta gọi là ký tự và chúng ta có kiểu ký tự là kiểu tra. Mình biết là c ấy đây này chữ cha này đây là kiểu ký tự các bạn cũng đã được học ở trong phần cơ bản về kiểu này rồi tiếp theo chúng ta sẽ sang phần khai báo thứ nhất là chúng ta có thể sử dụng mảng một chiều bởi vì nó là mảng ký tự mà cho nên chúng ta sẽ khai báo dùng mảng một chiều thông thường các bạn sẽ thấy là chúng ta có gì ạ? kiểu dữ liệu này dấu cách tên mảng sau đó thì mở ngoặc vuông và truyền vào khả năng lưu trữ tối đa của mảng. Ở đây chúng ta có thể hiểu là gì ạ? Chúng ta tạo ra một mảng một chiều có tên là M1 và lưu trữ tối đa là 30 ký tự. Ở dòng bên dưới là chúng ta có khởi tạo. Khởi tạo tức là khai báo và gắn giá trị. Khai báo tức là chúng ta chỉ khai báo như này thôi này thì gọi là khai báo, tức là chúng ta chưa gắn giá trị thì gọi là khai báo. Còn khởi tạo tức là khai báo và gắn giá trị. Đây là nhắc lại lý thuyết cũ nhá. Dòng này đọc như nào? kiểu dữ liệu là cha, tên mảng là ký tự, chứa tối đa 5 phần tử. Nếu chỉ dừng ở đây và chấm vẩy thì chúng ta gọi là khai báo. Bây giờ chúng ta gắn giá trị cho nó bằng mở ngoài nhọn và truyền vào các phần tử. Các bạn thấy là chúng ta có phần tử đầu tiên là ký tự A. Ký tự thì đặt trong nháy đơn. Các bạn lưu ý là chuỗi thì đặt trong nháy kép. Nhưng ký tự cha tức là một ký tự thôi thì các bạn phải đặt trong nháy đơn. Đây là điểm khác biệt giữa chuỗi và ký tự. Các bạn sẽ thấy là chúng ta có gì ạ? 1 2 3 và 4 phần tử. Tại sao lại chỉ 4 thôi trong khi chúng ta khai báo là là 5? Mảng này có thể chứa tối đa là 5 nhưng chúng ta chỉ dừng ở 4. Lý do đó là gì ạ? Chuỗi là một mảng ký tự được kết thúc bằng ký tự null. Như vậy các bạn phải để một cái vị trí cuối cùng cho cái ký tự null này. Đây, mình có nốt ngay phía dưới này. Mảng ký tự có khả năng lưu trữ tối đa là phần tử và luôn phải chưa vị trí cuối cùng cho thằng Nun để mảng có thể hiển thị dưới dạng chuỗi. Bây giờ các bạn mở Visual Studio, chúng ta thử ví dụ này nhé. Tạo bài mới này. Còn số app gì cộng cộng, sau đó chọn Next. Bài 24.1, tìm hiểu về mảng ký tự. Enter. Các bạn sẽ xóa phần thừa đi. using namespace std. Chúng ta sẽ khởi tạo một cái mảng và gắn giá trị cho nó luôn. Khởi tạo một cái mảng ký tự kiểu dữ liệu này. To đến gì? Tên mảng, mở nào vuông, cái phần tử tối đa mà mảng có thể chứa. Chúng ta truyền vào là năm tức là chứa tối đa được được 5 phần tử bằng này mở nhọn các bạn truyền vào các giá trị thứ nhất là ký tự a này phải phần tử thứ hai là ký tự b này và trong ngay đơn phần tử thứ ba là ký tự c này phần tử thứ tư là ký tự d có bốn ký tự ở trong này và chúng ta phải chừa lại một vị trí cho gì chừa lại cái vị trí cuối cùng cho ký tự nun chính là ký tự không bây giờ các bạn có thể xuất cái mảng này ra, xuất thông thường thôi, gọi thẳng tên của cái mảng này ra và xuất ra chúng ta sẽ nhìn được cái chuỗi ký tự mà nó xuất ra, CL nhá, chúng ta bị thiếu chấm phẩy này, các bạn để ý nhá, là khi chúng ta nốt kiểu như này này, nhiều khi chúng ta quên dấu chấm phẩy mà các bạn enter một cái này, các bạn thấy nó thụt vào trong này này, thụt vào trong cái là chúng ta để ý ngay, biết ngay, các bạn, chưa cần chạy chương trình đã thấy lỗi rồi, rồi thêm chấm phẩy vào, khi chúng ta enter xuống này, nó sẽ nhảy xuống dòng dưới, bởi vì chúng ta đã chấm phẩy kết thúc lệnh mà đây là một cái mẹo để chúng ta tự biết tự nhận ra trước khi can cho F5 để chạy nhá rồi xuất ra này shell này ký tự thêm thằng enline để chúng ta xuống dòng các bạn nhấn căn F5 để chạy rồi các bạn thấy chuỗi ký tự xuất ra đi không A, B, C, D bản thân của nó không phải là một kiểu chuỗi mà nó là một mảng ký tự và các ký tự đơn lẻ này nằm trong một cái mảng tra chúng ta đã khai báo. Hiện ra thì chúng ta được một cái dạng, Một mảng ký tự. Chính xác tên của nó phải là mảng ký tự nhá Chứ nó không hẳn là chuỗi đâu. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không chừa ký tự cuối cùng cho thằng nôn? À, các bạn hãy nên tự đặt câu hỏi cho mình. Và tò mò thì chúng ta có thể thử nhá Đây này, giả sử mình cố tình. Mình không đặt cái vị trí cuối cùng. Không chừa lại vị trí cuối cùng cho thằng ký tự nôn. Chúng ta hãy xem kết quả này, Ctrl F5. Đó, các bạn thấy không? Chúng ta bị lỗi này. Đấy. Cho nên là gì ạ? Nếu mà chúng ta sử dụng mảng ký tự để xuất chuỗi thì bắt buộc phải chứa lại một vị trí cho thằng, thằng nun ở cuối. Cách thứ hai là chúng ta có thể sử dụng con trỏ để chúng ta khai báo mảng. Các bạn sẽ thấy là chúng ta khai báo một con trỏ này, K dấu sao, đặc trưng cho khai báo con trỏ. Sau đó đến tên biến ở phía dưới này chúng ta cấp phát bộ nhớ cho nó chuỗi bằng new tra và chúng ta cho cái độ dài tối đa mà nó có thể lưu trữ đó là 51 thì chúng ta vẫn chừa một cái thằng vị trí cuối cùng cho thằng nôn như vậy chúng ta có thể chứa được tối đa là 50 ký tự ở phía dưới này chúng ta sẽ gọi theo các cái vị trí index chuỗi tại 0 chuỗi tại 1 chuỗi tại 2 để ta gắn giá trị cho nó và chúng ta vẫn cần có ký tự null ở cuối như thế này trong trường hợp tối đa chúng ta chứa được 51 ký tự nhưng mà chúng ta chỉ nhập hai ký tự thôi và cái thằng thứ ba là ký tự Null. quay trở lại Visual Studio chúng ta sẽ khai báo dùng con trỏ đầu tiên là khai báo con trỏ kiểu dữ liệu là cha tiếp theo là dấu sao sau đó đến tên của con trỏ chấm phẩy chúng ta cần cấp phát bộ nhớ bạn nào mà chưa rõ cái phần con trỏ thì các bạn quay trở lại phần trước nhé chúng ta đã học con trỏ rồi chuỗi này bằng new tra chúng ta khai báo là kiểu tra thì khi chúng ta new thì chúng ta cũng phải gì phải new tra mở ngoặc vuông truyền vào số ký tự tức là số phần tử tối đa mà cái mảng có thể chứa chấm phải bây giờ chúng ta sẽ gán phần tử theo vị trí index gán phần tử theo vị trí index Bởi vì chúng ta biết là đặc trưng của mảng là chúng ta có gì ạ? Có index bắt đầu từ 0, 1, 2 vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ gọi ra gán thôi, chuỗi tại 0. Tức là chúng ta gán cho cái vị trí đầu tiên. Chuỗi tại 0 bằng ký tự A. Để nhắc lại ký tự đặt trong nháy đơn. Chấm vậy Căn cho D này. Căn cho D này. Ký tự thứ hai tại vị trí index 1. Cho vào chữ B nhá. Ký tự thứ ba tại vị trí index 2 ký trí index 0 này 1 và 2 giả sử ở đây chúng ta truyền vào ký tự cuối cùng luôn là hết chuỗi là được không đây chính là ký tự nun các bạn sử dụng see out để chúng ta xuất ra này see mảng ký tự khai báo dùng con trỏ hai chấm nhỏ nhỏ này, bạn xuất thẳng thẳng chuỗi ra. Và thêm endl để chúng ta xuống dòng. Nhấn Ctrl F5 để chạy để xem kết quả này. Mảng ký tự khai báo dùng con trỏ là là AB đúng không? Bây giờ nếu như chúng ta muốn thêm ký tự thì có được không? Được, bởi vì mảng của chúng ta nó lưu trữ tối đa là 51 cơ mà. Trừ đi thằng null cuối cùng thì chúng ta vẫn còn được, được 50. Bây giờ thêm nhá. Thêm vào đây này. 2 3 4. Đây, index 2, index 3, index 4 và thằng thứ 5 mới là nun. Rồi thử nhá. C R T. Đấy, can chỗ F5 này. Đây, các bạn thấy không? A B C R, T. Tại vì chúng ta khai báo tận 51 mà. Đấy. Bây giờ giả sử như trong trường hợp mà chúng ta lại không truyền cái thằng nun ở cuối cùng. Nhấn sược sược vào đây, bỏ dòng này đi, Ctrl F5 để chạy. Các bạn thấy kết quả đây không? Đó, cho nên là chúng ta phải lưu ý là phải có thằng, thằng nun ở đằng sau cùng này. Đối với trường hợp phía trên thì tự động các bạn chưa lại một vị trí thì nó sẽ tự động nó thêm thằng nun đằng sau. Còn đối với trường hợp mà chúng ta khởi bạn phải tạo theo kiểu con trỏ như thế này thì các bạn sẽ phải thêm thêm thằng nun là kết thúc. Phần tiếp theo là khai báo hàng chuỗi thì các bạn có thể khai báo là kiểu dữ liệu này, sau đó thì tên mảng, Dấu hoặc vuông đặc trưng cho mảng và chúng ta gắn dấu bằng các bạn để ý là chúng ta đẩy một cái chuỗi vào chúng ta đẩy thẳng luôn vào nháy kép và viết liền như thế này thì đây là string này thì chúng ta sẽ khai báo hàng chuỗi khai báo hàng chuỗi kiểu dữ liệu là cha tên của mảng là chuỗi 2 màu ngọc vuông đặc trưng cho khai báo mảng dấu bằng nháy kép sử dụng nháy kép để chúng ta truyền vào một chuỗi xin chào tôi mới học lập trình chấm sau đó các bạn sử dụng cao để xuất ra bình thường thôi cao xuất thẳng chuỗi hai ra để xem endline để chúng ta xuống dòng chấm f5 xin chào tôi mới học lập trình các bạn thấy không bây giờ chúng ta nhắc lại lý thuyết một chút này các bạn thấy là ở đây chúng ta thấy một cái dòng rất là dài như này bây giờ giả sử chúng ta kiểm tra kích cỡ của mảng để xem là nó có bao nhiêu ký tự thì chúng ta làm thế nào? Kiểm tra kích thước hay là kích cỡ của mảng. Xem nó có bao nhiêu phần tử. Size này, các bạn sẽ sử dụng là size. Size tức là kích cỡ đấy đúng không? Mở ngoặc, và truyền vào cái mảng ký tự. Thì cái lệnh size này nó sẽ trả về kích cỡ hay là số phần tử của cái mảng mà chúng ta truyền vào ở đây. Dùng endl chấm để thông dòng. Rồi kiểm tra thử nhé căn chú F5 này. 31 ký tự, đúng không? Bây giờ nó rất là dài, đếm rất là lâu. Mình sẽ sửa lại thành 3 ký tự như này thôi. Hãy kiểm tra này, căn chú F5. Rồi các bạn thấy số 4 không? Tại sao lại là 4? Bởi vì ký tự cuối cùng luôn luôn mặc định là ký tự nôn. Như vậy là khi các bạn kiểm tra thì luôn luôn thấy là nó cộng hơn một ký tự so với những ký tự mà các bạn nhìn thấy. Ở đây thấy ba thôi, nhưng nó có thằng năng số 0 đằng sau để kết thúc chuỗi cho nên là trả về kết quả là 4. Bài học đầu tiên về mảng ký tự chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Mình sẽ review lại toàn bộ phần lý thuyết để các bạn tiện ôn tập. Các bạn hãy gõ phần nội dung này, sau đó thì copy xuống phía dưới bình luận của clip này để chúng ta ôn tập và học nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúc các bạn thành công.